Vâng, các bạn đang được ngắm tác phẩm Mái Ấm. Đây là một con sành nhỏ thôi quý vị ạ, thế nhưng mà nhỏ có vỏ, quá kinh điển. Với cái giá trị của nó thì cũng không hề nhỏ. Cái đây mà hôm nay mà có một cái phong tranh vào thì nó nổi, nó đẹp từng cm quý vị ạ. Này mới được thay vào một cái chiếc chậu đá này. Chiếc chậu đá này nghe có vẻ là hơi to so với cái cây này quý vị, đúng không? Nhìn cảm giác nó hơi to. Thay một cái chiếc chậu mà nó nhỏ hơn một chút xíu thì đẹp lắm, lột tôn vinh cái cây lên. Cái này khoe răm nó mới đẹp. Vâng, thân pháp đường chạy nó sạch sẽ. Dạ vâng, à bác nghe cái nó nhận ra nghe. À thế ạ, vâng vâng. Bác ở câu lạc bộ nào nhỉ? Bác đứng ở đây, bác đứng ở đây để quay đấy, quay tí. À bác cái quay chỗ nào? Đây đây đây. À thế ạ, vâng. Mấy cây đặc sắc cây khu mới bắt đầu. Vâng. Đúng rồi, bữa anh nhìn tôi nghe tiếng là xem cái video của anh hay đó. Vâng. Cái này vừa rồi thì đã đổi chủ nhân rồi. Mới có sự giao lưu xem bây giờ nó là của ai quý vị nhé. Trung Moscow. Cái trước là của anh Khương, giờ là Trung Moscow. Bonsai chưa đỏ. Ôi cái mặt này là mặt chính, mặt tiền đẹp. Quá đẹp thưa quý vị ạ. Nhìn nó nhỏ thế nhưng mà quay lên nó rất là thần thái, nó có một cái nét rất là thụ cây. Đây cái khu vực này là của anh em bonsai chợ đỏ Đào Văn Tuân, Thị Kiến, Hải Phòng. Hải Phòng là không có long vòng được đâu, những cây si như thế này thì kinh khủng khiếp này. Này cho các bạn đến sơ vào mới sướng nhé, thấy chưa? Đã quá chưa? À. Ui, nó đẹp như thế này. Nhưng mà đến nó thần thái vô cùng này. Đây là mặt sau của tác phẩm đây quý vị. Từ cái này nó rất ăn ảnh quý vị ạ. Vào view đẹp lắm, nhìn trông nó rất thụ cây. Bóng dáng nó hiên ngang đẹp vô cùng. Thank you.
Đây là tác phẩm Cổ Mộc Kỳ Lân của anh Trường, chủ nhân là Trường Lan. Một cây nhỏ cũng là tầm trung quý vị ạ, thế nhưng mà phải nói là rất xuất sắc. Cái này hôm tôi đã gặp ở triển lãm bên Yên Phong, Bắc Linh. Một cái tác phẩm rất xuất sắc, được rất nhiều người quan tâm và chú ý. Về rất già, rất khô cầy quý vị ạ. Nó có một cái nét rất siêu siêu, rất bay phiêu cầy quý vị. Những khu này toàn những cái tác phẩm rất đẹp. Đây, cái vị trí này nó dài, dài, nó trắng như quyết vôi. Độ nhân, độ chùn ghê. Một tuyệt phẩm cây hoa giấy. Có cái răng rơi đẹp quá các bạn. Cái sinh quê cũng đẹp vô cùng. Ôi sờ cái vị trí này có sướng không các bạn, nhìn thấy quá rồi. Có cái cảnh nó cảnh hoành, nó nao tà tà mặt đất, nó đẹp quá, đẹp. Cây tùng là hán, hiếm khi gặp một cây tùng là hán mà nó có một cái cành hoành nó nao đẹp như thế này. Nó quăng lắc mà cái thân nó manh bẹt rồi các bạn ạ, tạo ra cái đường gân đường vè này. Cái mai chiếu thủy này đúng là form dáng bonsai quốc tế. Cây bonsai quốc tế đang có mặt tại Việt Nam rồi.
cồn tít, đầu voi đuôi chuột này, gốc bồ ngọn chỉ. Thế không mà bảo anh để anh cho xe đi đón đồng hàng, hai đứa đi xe máy. Có mang những cái gì lên đây? Không em. Đó. Ai? Mang những cái gì lên đây? Dạ. Cô về vá vá ra cây tay ở lội con nước xe con ấy. Quá đẹp. Dạ vâng anh nhé, anh ngắm. Rồi bọn xe đi vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.